Hôm nay hai anh em có ngẫu hứng đi khám phá Tiên Sơn Đỉnh ha, thuộc dãy núi Hàm Ninh ha cả nhà. Giờ mình đi review trên đường này cho cả nhà xem ha. Phải không? Đường theo cái lộ trình này đi là theo anh ngoài sao nó dẫn là nói tới đi cứ 1 tiếng đồng hồ ha. Ở đây mình chuyển camera cho cái nhà xem cái hành trình đi có gian nan hay không á, thì khám phá rồi đi phượt rồi này đi theo đồng hồ. Ở đây có làm dấu là mấy cái chai nè, lâu ở đây có biết nó có một gì á. Cao, khá cao quá cả nhà, quá cao đây nè. Chinh phục à, phải không vậy? Núi nó đứng nó mệt quá, bây giờ nó nghỉ một hơi. Ở dưới đó là kia đang đi xuống dách cái núi dưới đó. Ồ, đi lên nè. Ồ, cái cây này cũng lâu năm mới nè. Cái này là những cái cây lâu năm quá trời thở, có đi mới biết đây đó mới biết sườn gió. Thôi sẽ quay tiếp cái nhà đi theo nha. Những tảng đá giống như là bị đục đẽo vậy. Mua cái action, có thể mua cái action ba. Thank you.
trái bên phải đây. Cao thụ 100 năm nè. Đó, mà sau lưng mình đó. Nó bám vô cục đá. À, bám cái tàn cũng bự đó. Cái đó hơn hàng trăm năm chứ, theo mình định giá thì định mình nghe nói thôi chứ. Nó cây rừng mà cái đó là khoảng hơn trăm năm. Nói đi xa xa gặp núi dãy là lên đường. À, này là cục. Đây làm dấu. Miếng giải cuộc làm dấu để đi dẫn đường. Nguồn gốc cây này bự thế nè. Cây này biết bao nhiêu năm. Mấy cây này cũng hàng trăm năm á. Tới cái đoạn cái cầu. Phải leo lên cái cầu đó kìa. Đây là nghỉ hiệp thứ ba rồi nha cả nhà. Em nghỉ ba hiệp rồi. Cho nghỉ đây lên đó nghỉ biết mấy hiệp. Hên là trời bữa nay mát, thời tiết mát mẻ mới mưa ngày hôm qua. Nhưng mà để leo lên cái cầu thang bằng gỗ. Đây là cái dốc. Cái dốc này cực kỳ là cao. Thôi nè. Lên trên đó đó. Đây là có cái này. Lên trên đó. Ây da. Một đi vừa tay một quay phim luôn nè. Chịu cực. Không có gimbal, bây giờ là mình đi bằng. Dây leo chằng chịch. Hồi xưa không có này ta đu dây nha cả nhà. Bây giờ có rồi, có làm cái cầu rồi cũng đỡ. Đây nè, đó, phải chạy anh kia lên nữa. Đây là xuống từng bậc thang. Đó, mình đang ngồi nè, mình đi tiếp lên trên, lên đó vừa được dưới, khá cao quá cả nhà. Nghỉ mệt liên tục, nếu có sức khỏe còn đi nổi. Mình đi tiếp nha cả nhà. Đu dây. Này đu dây leo lên. Qua này là qua cái đoạn cây nè. Ở đây có tay vịn. Bên đây. Ôi. Ồ, cái vách đá quá đẹp luôn. Độ cao này là view à. Vách đá. Wow, ơi, là một thử thách nữa. Đây là một thử thách. Thử thách kế tiếp. Thở. Tiếp về nghỉ tiếp. Có cầu thang. Bên đây là vách đá. Đó. Thấy vách đá không cái nhà? Hơi nó cao nè. Lên trên đó đó. Đi tiếp là lên trên đó đó. Ok.
Chuyện tiếp theo là mình lên một cái bậc thang thứ hai nữa. Đó là bậc thang bằng sau lưng mình đó. Lên cái vách đá dựng trên đó kìa, đó. Lên trên đó. Ở đây là giống như là một cái vách đá, nếu mà có nước chảy là thành một dòng thác rồi đó. Độ cao của vách đá này nếu mà từ dưới đó lên đó là không khoảng 20 mét. Rồi mình sẽ đi tiếp, mình quay cho các bạn xin nhà xem. Chiến đấu vách đá, vách núi này. Rồi cục đá chòm ra kìa, ghê ghê không nha. Thấy ở đây có cái thang, được cái thang, một cái thang gỗ và một cái thang thang sắt. Giờ mình phải chuyển camera lại. Hồi xưa là đi cái thang này nè. Đó, giờ quay xuống đó đó. Giờ là mình đi thang này. Người ta ai có. Đây vết đá treo leo luôn. Ôi, coi này giống như cái mái nhà luôn. Có một cái cây nó tròn nha kìa. Ui, trời ơi. Cảm giác vừa xuống. Bây giờ mình để đây. Để đây mình lấy chỗ rồi. Ở đây các nhà có thấy gì không? Đó. Giờ mình có nhiệm vụ. Đây. Mình đem theo. Đây là cũng là các chư thần, thổ thần, thổ địa, các chư vị ở núi cũng thủ quả. Rồi mình chạy. Đúng không?
nếu mà tiếp đuôi con dây chỗ này mà nếu mà đi ai ăn sáng ăn phải ăn cơm cho no bụng thôi, tiêu hết nó tàn hết trơn luôn. Nghĩ cỡ hiệp này là hiệp thứ năm rồi đó, nghĩ năm hiệp rồi đó. Hai anh em nghĩ đây là năm hiệp rồi. Lâu là cực kỳ ép tim luôn á các anh, mệt. Nếu mà cái nhà nào mà không có lao động, không có từng đi bộ chạy bộ đi như em như chỗ này say sẩm á, bơ phờ đuối luôn. Cố gắng hành trình tiếp, mệt không phải tới chứ. Đi thân không được, đi bằng ý chí. Mà coi nó còn cái dốc nó cao mùi thịt để tránh nha. Rồi, mệt đã luôn, đi như mỗi bước chân như có cột một cái bao cát. Đây giờ mình vào vách khe núi để hai vách đá nè, khe đá. Nghỉ rồi này, thứ này thứ bảy rồi, nghỉ bảy hơi rồi đó em, thì nghỉ cái bảy hơi đó, biết cả nhà nghỉ mấy hơi đây. Đây là gần muốn lên được đồi rồi đó. Bên đây nó hơi bằng rồi đó cả nhà. Đây là cục làm dấu. Chúng ta sắp đã tới rồi. A Di Đà Phật. Ở nơi đến mình nơi cần đến. Chỗ đã nến ta cần đến. Chỗ đã đi ta cần đi. Đây. Cái nhà xem đây. Đỉnh Tiên Sơn là Tiên Sơn đỉnh. Ở đây có mẹ Quan Âm Bồ Tát. Nam mô Khổ Nạn Quan Âm Bồ Tát. Con xin gõ ba tiếng chuông. Đây là tổng quan ha, đây là lên đỉnh này ha cả nhà. Đây là môi trường xung quanh ha. Đây là những tảng đá cao. View này nhìn về sân bay ha. Về trời về thành phố đây nè. Đi về trung tâm. Và hôm nay mình đã tới đủ duyên ha. Mình đã tới chỗ là Tiên Sơn đỉnh ha cả nhà. Đây là thuộc về dãy núi của Hàm Ninh, thuộc xã Hàm Ninh, thành phố Phú Quốc. Đây là Tiên Sơn đỉnh. Đó, Tiên Sơn đỉnh ha cả nhà. Đây là có một cái bà vị, đây là một bàn thờ, đây là một cái bàn thờ của mẹ Quan Âm Bồ Tát.
Đây là một cái vách núi, nó một vách đá nằm theo trên đỉnh núi, nó chồm ra cái mỏm đá. Mình đi cho cả nhà xem là qua nghỉ cỡ 8 hơi ha, hợp lặn qua 8 hơi mình được đi tới đây. Đây là nơi mình thấy về là trung tâm của đây là sân bay thành phố Phú Quốc. Đó là sân bay quốc tế của thành phố Phú Quốc. Ở đây qua đây là mình xuống đây là thuộc tỉnh lộ ha, DT40, cái này thì là DT48. Còn cái đó là DT47 chứ không phải 48. 48 này là trung tâm của xã Hàm Ninh. Đó là cảng bãi cầu cảng bãi Dòng, tạo cảng hành khách. Đó. Đây là cảnh toàn cảnh quan của đỉnh Tiên Sơn. Nay mình không tiếc, mình không có lấy cam, mình không có lấy cam lên để cho có lấy cam để quay cho các bạn xem. Đó. Đây là thiên nhiên tạo hóa, đây có một cái mỏm đá. Nhìn toàn cảnh, toàn view luôn. Cực kỳ đẹp. Bây giờ thằng view gì đâu ấy ơi. Nếu mà có mây thì nó sẽ bay lơ phơ luôn. Anh em đi á, chỉ có hành trang có là 2 ổ bánh mì và một cây chả lụa, được 4 chai nước và mấy trái cây. Đây là cũng là cái, đây là cái vách núi, hẻm núi, là cái hẻm. Đây mình sẽ quay qua cho cả nhà xem tổng quan cái cảnh ha. Cái bà vị, cái đây là của bàn thờ của thờ mẹ Quan Âm Bồ Tát ha. Đây là để cái bên là Tiên Sơn đỉnh. Đây mình quay cho cả nhà xem tổng quan cái view này. Đây là cái view này, là view quay về của bãi Dòng. Còn cái này hướng về này, hướng đây là trung tâm sân bay quốc tế thành phố Phú Quốc. Đây là những cái mỏm đá. Đó, mỏm đá nè. Mỏm đá chồm ra. Bên kia có cái mỏm đá chồm ra đó. Có. Mình đem theo một cái dao. Có cây cầu bắc qua đây. Đây là có cây cầu. Họ làm gác cái cây qua. Đây chúng ta thấy cảnh vật thiên nhiên không? Cực kỳ là nó đẹp. Đẹp hơn cả tuyệt vời. Đang ở cái đá nè các bạn thấy không? Lên cho cả nhà xem nè đó. Thiên nhiên tạo quá, một vách đá như thế này hùng vĩ. Đó là sân bay quốc tế. Ở đây có thể là ngắm được máy bay bay lên xuống hả cả nhà. Nếu máy bay đáp hoặc lên là mình đứng ở đây là cái chân cái phiểu bay. Đó, trước mặt đó là chỗ đó là cầu cảng quốc tế. Đây, khu này là chỗ này là cái đường xuống cảng bãi Dòng. Cảng hành khách chứ không phải cảng quốc tế. Đây dòng xây, thấy dòng xây ngã số 10, gọi là ngã ba Hàm Ninh. Đây có thiên nhiên trời và đất. Một cái cuộc hành trình vất vả mà mệt mỏi, mấy anh em đây nghỉ ngơi để
hồi hộp sức khỏe để chặn đường xuống núi. Ở đây cũng có mấy cái võng. Bên đây là một cái bờ vực nha cả nhà. Đó, đây là vực nha, đó đây là vách đá nha. Đó. Rồi mình quay lại cho cả nhà xem ha. Đó, đây ngoài trước đây là cái ba, đây là ba mỏm đá là tam đại thạch. em đặt tự em đặt anh nha. Rồi là quay qua cho cả nhà xem nè. Đây là một mỏm đá chồm ra phía núi. Bên đây là mỏm thứ hai và mỏm thứ ba. Đó, tam đại cổ thạch. Ha, ở đây là đỉnh Tiên Sơn. Nằm ở đây là thấy luôn được máy bay lên xuống luôn á cả nhà. Ở đây. À, tam đại cổ thạch có tam miếu. Có ba chỗ thờ. Cái tàn cây này á nó vươn ra thấy nó đẹp không? Cái tán của nó giống như một cái dù luôn á. Nó nghĩa là tàn cây này là lá rộng nè. Nó nhánh nó nhiều. Đó mấy bạn thấy máy bay không? Máy bay mới cắt cánh. Tiếng máy bay bay. Bay máy bay cả nhà. Bây giờ mấy anh em đi về ha. Cả nhà thấy hay ủng hộ theo dõi kênh ha. Thanh Kiều các bạn. Rồi bye bye. Em xuống đây em đi dội xuống núi.